thì đây là thời điểm cũng ok để chúng ta gom dần altcoin. Nhưng các bạn cần lưu ý là vốn hóa altcoin tăng vì hai lý do: hoặc là những cái altcoin hiện tại nó tăng về giá, hay là những cái altcoin nó ra thêm đó, nó ra thêm cái nguồn cung. Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin. Hôm nay mình sẽ làm một video chuyên về phân tích biểu đồ giá của Bitcoin và altcoin lúc này, nhằm giúp cho các bạn có thể nắm được tình hình giá cả hiện tại, cũng như là mình sẽ chia sẻ về xu hướng cũng như là những cái vùng giá quan trọng để mọi người có thể tham khảo trong quá trình đầu tư giao dịch ở trên thị trường crypto của mình. Để khởi động, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua diễn biến giá cả của Bitcoin ở trong thời gian vừa qua. Chúng ta tiếp tục lấy mốc là thứ hai tuần trước, khi mà giá có một đợt giảm rất là mạnh, thanh lý long liên tục và giảm về cái khu vực là 49.000 dưới cái tường mua quan trọng là tường mua 50.000. Đó cũng như là một cái ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Tuy nhiên sau đó thì các bạn thấy được rằng là ngay sau ngày thứ hai của tuần trước thì giá đã hồi lên trong ngày thứ ba cho tới ngày thứ năm. Và tới ngày thứ năm thì đã lên được cái khu vực tường bán ở phía trên là 62.000. Đó, 62.000, các bạn thấy cái nến ngày thứ năm ở đây. Đó, lên 62.000, sau đó thì đã không vượt qua được, thì đây là một cái ngưỡng kháng cự của cái đợt hồi lại vừa rồi. Rồi tới chủ nhật thì các bạn thấy được rằng là giá đã đâm đâm xuống dưới cái khu vực là 60.000. Đó. Thì thực ra nhìn ở trên đến ngày chúng ta sẽ không thấy rõ ràng diễn biến giá cả lắm đâu. Hãy nhìn xuống cái khung 1 giờ, các bạn sẽ thấy được những cái level, những cái vùng tường mua tường bán, những vùng kháng cự hỗ trợ nó rõ rệt hơn. Thực ra cái level quan trọng không hẳn là khu vực 62.000 đâu các bạn, mà là khu vực 60.000. Các bạn thấy được rằng là cái khu vực 60.000 mình kẻ ở đây, đó, mình ghi sâu ở đây, bây giờ mình sẽ đánh dấu lên các bạn thấy rõ hơn. Đó, sẽ đánh dấu rõ ràng hơn các bạn thấy. Đó, khu vực 60.000 màu xanh ở đây. Đó, các bạn thấy là thực ra đây mới là cái khu vực quan trọng hơn của đợt này và chúng ta cần phải quan tâm. Giá liên tục nhận cái khu vực này làm hỗ trợ và kháng cự từ rất lâu trước rồi. Đó. Các bạn thấy kể từ ngày 29 tháng 6 cách đây khoảng gần 2 tháng thì liên tục nhận cái khu vực 60.000 này làm cái hỗ trợ và kháng cự, khu vực tâm lý rất là quan trọng. Đó. Thì mặc dù 62.000 là cái đỉnh của cái đợt hồi lên lần này. Đó, nhưng mà mình nghĩ nó không quan trọng bằng 60.000 đâu, và mình cho rằng là nếu mà giá hold được ở trên 60.000 một thời gian nhất định thì có thể là sẽ đi lên và thậm chí là phá khu vực 62.000 này. Đây là một cái setup các bạn cần quan sát, đặc biệt là ở trên khung nhỏ như khung 1H. Đợt này thì ETH lại đang hồi lên khỏe hơn là Bitcoin. Thứ năm tuần trước thì các bạn thấy được rằng là cả Bitcoin và ETH đều có cái nến tăng rất là rõ rệt ở đây, đều hồi lên rất là mạnh. Nhưng mà sau đó thì Bitcoin là cái chart ở dưới này, mình để hai chart để so sánh, thì Bitcoin thì đi xuống dần, đúng không ạ? Đó, xuống dưới khu vực 60.000 như mình vừa chia sẻ, còn ETH thì lại đi lên dần. Đó, như các bạn thấy ở đây. Về cấu trúc khung ngày thì Bitcoin vẫn đang ở trong một cái cấu trúc giảm. Đó, các bạn thì bật line chart để xác định cấu trúc dễ hơn. Bitcoin thì vẫn đang ở trong một cấu trúc giảm, đúng không ạ? Với những cái đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Đó. Trừ khi Bitcoin đóng nến trên 66.000 khung ngày này thì mới phá được cái cấu trúc giảm cơ. Còn ETH thì các bạn thấy được rằng là chúng ta đã phá được cấu trúc giảm rồi, đúng không ạ? Hôm trước chúng ta có một cái đáy ở thấp này, đó, cái đáy mới thấp này. Thì khi mà Bitcoin phá, khi mà ETH phá đỉnh này và tạo được những cái đỉnh đáy sau con đỉnh đáy trước thì đã chuyển sang một cấu trúc tăng rồi. Nhưng mà nhìn rộng ra cái khung tháng thì thực ra là ETH nó không phải là đẹp ở trên cái khung lớn, nó đẹp ở trên khung ngày thôi, nhưng mà khung lớn thì nó không đẹp chút nào, khi mà ETH đã gãy mất cái cấu trúc tăng rồi. Các bạn thấy đó, các bạn thấy là chúng ta đang đang tạo những cái đỉnh đáy sau, đúng không ạ? Cao hơn đỉnh đáy trước rất là đẹp này, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì ETH là đã đóng đến ở dưới, đã đi xuống dưới cái đáy gần nhất rồi. Đó, đó thì Bitcoin trong khi đó thì vẫn đang giữ một cấu trúc tăng, đó, vẫn đang giữ một cấu trúc tăng và đi ngang ở trên vùng cao. Còn ETH thì đã cắm mắt xuống ở trên cái khung tuần, các bạn thấy so sánh tràn rất là rõ. Xem mà khung lớn thì đâu mới là cái đồng coin có xu hướng tăng vững chãi hơn, thì mình sẽ không ngạc nhiên nếu mà ETH hồi lên cái khu vực là khoảng trên 3.000. Đó, có thể hồi lên rất là nhanh, nhưng mà sau đó thì mình không không ngạc nhiên nếu mà ETH nó lại rơi xuống tiếp.
Để xem những cái ancoin khác bên cạnh ETH diễn biến tổng thể của chúng như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng chỉ số là total 2 trừ đi ETH. Đó thì chúng ta sẽ lấy total 2 là tổng vốn hóa của ancoin trừ đi vốn hóa của ETH thì sẽ ra vốn hóa của những ancoin còn lại. Đó chúng ta có thể xem được tổng quan là hiện tại chúng đang diễn biến như thế nào. Thì diễn biến của những cái ancoin này về mặt biểu đồ giá thì tương đồng với cả Bitcoin hơn là so với cả ETH. Có nghĩa là khung ngày hồi lên yếu hơn so với cả ETH nhưng khung tháng thì cũng giống như là Bitcoin. Thì những ancoin khác bên cạnh ETH thì nhìn chung là vẫn giữ cấu trúc tăng. Khung tuần thì chúng ta thấy được rằng là tuần trước khi mà giá giảm như vậy thì nền nó đã rút chân lên từ một cái khu vực hỗ trợ, đúng không ạ, khá là tiềm năng. Đó. Mình sẽ đánh dấu ở đây. Đó, khu vực hỗ trợ khá tiềm năng là khu vực tầm khoảng 300 đến 440 tỷ cho tới khoảng 490 tỷ USD vốn hóa. Nếu mà kịch bản ancoin không tính ETH tích lũy ở trên vùng hỗ trợ này thêm một thời gian nữa, đó, rồi sau đó là có thể pump lên những cái khu vực kháng cự cao hơn mà chưa test, đó, ví dụ như khu vực vốn hóa tầm khoảng 1.000 tỷ chẳng hạn, thì hiện tại thực sự cũng là một giai đoạn mà những bạn nào mà có cái tầm nhìn xa, tầm đánh theo quý hoặc là thậm chí là theo nửa năm, một năm, thì đây là thời điểm cũng ok để chúng ta gom dần ancoin. Nhưng các bạn cần lưu ý là vốn hóa ancoin tăng vì hai lý do: hoặc là những cái ancoin hiện tại nó tăng về giá, hay là những cái ancoin nó ra thêm, đó, nó ra thêm cái nguồn cung. Cái này các bạn sẽ cần phải lưu ý. Đó, nếu mà chọn coin cũ thì đôi khi là chúng ta không nên quá là thiên về hidden gem vốn hóa nhỏ đâu, mà hãy tìm những cái đồng coin có cái tiềm năng cơ bản tốt, đó, và có cái tiềm năng phát triển trong tương lai. Đó, chứ không nên chăm chăm vốn hóa nhỏ. Vốn hóa nhỏ thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những cái dự án coin mới ra hơn. Đó, ví dụ như Champion Coin, đó, thì nó sẽ phù hợp hơn. Đó, thì đây là một cái lưu ý những bạn nào mà đang muốn mua gom ancoin ở thời điểm hiện tại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn rộng ra những cái thị trường khác để có cái cảm nhận chung về cái thị trường tài chính thế giới. Về trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thì các bạn thấy là trong những ngày vừa qua thì đã bật tăng lên, đúng không ạ? Kể từ thứ 6 tuần trước thì đã tăng trở lại. Đó. Sau cái cú pump rất là mạnh của trái phiếu chính phủ Mỹ đạt đỉnh vào ngày mùng 5 tháng 8, đúng không ạ? Khi mà trái phiếu chính phủ Mỹ đạt cái đỉnh gần đây nhất này thì những cái thị trường khác thì lại tạo đáy. Đó, thì cho thấy là khi mà mọi người hoảng sợ vì suy thoái này kia thì mọi người đổ dồn vào trái phiếu chính phủ Mỹ. Đó. Thì sau đó thì nó đã giảm, đúng không ạ? Bây giờ thì nó lại bật tăng trở lại. Thì cái đa tăng này thì nó trùng với cả những cái diễn biến bất ổn trên thế giới, bao gồm cái sự kiện là Ukraine tấn công vào lãnh thổ của Nga, rồi xung đột Israel Iran ở khu vực Trung Đông. Đó. Vàng thì cũng tăng khá là rõ rệt. Đó. Cấu trúc ở trên khung ngày đang là tăng này, khung tuần và khung tháng của vàng thì cũng đang là tăng. Thì để mà so sánh tất cả những cái chart hiện tại ở những thị trường lớn thì mình thấy rằng là cái chart vàng vẫn là cái chart có cái cấu trúc tăng mạnh mẽ nhất. Đó, và mình không nghĩ là chúng ta nên short vàng đâu. Đó, có những cái yếu tố về cơ bản cũng như là có những cái kỹ thuật cho thấy là vàng nó cái đà tăng này hiện tại vẫn bền vững và chưa có dấu hiệu là đảo chiều đâu. Đó, không nên canh short quá nhiều. Đó. Nếu mà short thì ăn ngắn thôi, chạy thôi, chứ không nên là chúng ta hâu gồng lệnh short vàng, nghĩ sẽ khá nguy hiểm. Chứng khoán Mỹ thì như hôm trước mình chia sẻ rằng chứng khoán Mỹ đang có sự suy yếu và cảm giác là mọi người đang cash out dần khỏi chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên thì ở trên khung ngày thì chứng khoán Mỹ nó cũng có sự tương đồng với cả phía những thị trường tự do khác, kể cả giống so Bitcoin, ancoin các bạn thấy cũng là đắm rất là mạnh vào thứ hai đầu tuần vừa rồi ngày 15 tháng 8, sau đó thì hồi lên trong cả tuần sau. Đó, nhưng sự khác biệt đó là Bitcoin thì như mình vừa chia sẻ, các bạn nhớ chart đúng không ạ? Bitcoin thì nó có sự đi xuống dần như này, đúng không ạ? Đó. Còn ETH thì nó sẽ đi zigzag như này, đúng không ạ? Còn chứng khoán Mỹ thì hồi lên mạnh mẽ hơn. Đó. Thì nó cũng liên quan tới tiềm năng cơ bản thôi, đúng không ạ? Thì khi mà thị trường đâm đồng loạt vào cái thời điểm thứ hai đầu tuần vừa rồi thì mọi người ưu tiên bắt thị trường nào thì thị trường đó nó sẽ tăng liền mạch hơn. Các bạn thấy rõ ràng là chứng khoán Mỹ đang có sự ưu tiên hơn thì nó cũng phản ánh yếu tố cơ bản của chứng khoán Mỹ thì nó hiện tại vẫn đang là tốt hơn so với Bitcoin. Đó.
Để mà giao dịch cái chỉ số S&P 500 đại diện ở chứng khoán Mỹ này thì chúng ta sẽ cần phải nhìn rộng ra. Thì mặc dù ở trên khung ngày đúng không ạ, hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong một cái cấu trúc giảm. Đó, các bạn thấy vẫn đang ở trong một cái cấu trúc giảm với cả những cái đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Đó, các bạn thấy đó, vẫn ở trong một cái cấu trúc giảm đúng không ạ? Đó, liên tục lập những cái đáy sau này đúng không ạ? Thấp hơn đáy trước này. Đó, rồi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này. Đó. Và cái khung tuần đúng không ạ? Khung tuần thì cũng cho cái tín hiệu khá là bearish khi mà đã gãy cái cấu trúc tăng đúng không ạ? Chúng ta liên tục lập những cái đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh trước, nhưng mà sau đó thì dàn một phát là đã đứt đứt cái đáy quan trọng gần đây nhất rồi. Đó thì đã chuyển sang một cái chưa chuyển sang một cấu trúc giảm trên khung tuần, nhưng mà đã mất cái cấu trúc tăng ở trên khung tuần rồi. Đó. Nhưng mà cá nhân mình thì vẫn nghĩ rằng là luôn luôn có những cái cú Q rồi lừa lọc này kia rất là nhiều trên thị trường, nên là chúng ta nên ưu tiên cái khung lớn hơn, tại vì khung lớn thì nó sẽ đáng tin cậy hơn. Thì đó là cái khung tháng. Khung tháng thì vẫn giữ một cái cấu trúc tăng đó, và giá mới test ở một cái vùng hỗ trợ order block ở đây đó, đối với chỉ số S&P 500 đó, và rút sâu lên đó. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể là canh mua lên đối với cả chỉ số S&P 500 thuận theo cái cấu trúc khung lớn, và thuận theo cái đà hiện tại của các thị trường. Các bạn thấy là trái phiếu chính phủ Mỹ này, vàng này kia thì nó cũng đang đều có sự đi lên đó, thì chúng ta có thể là thuận theo cái xu hướng chung đó. Một cái setup mua tiềm năng đối với cả cái chỉ số này thì mình nghĩ rằng là các bạn bật cái khung nhỏ hơn là khung 4H chẳng hạn đó, thì sẽ chờ nó hồi về cái khu vực ở dưới này đó, đối với các chỉ số S&P 500 và về khu vực ở dưới này đó, thì có thể là khu vực từ 5.200 cho tới 5.360 đó, cả một cái vùng order block lớn này, thì đây sẽ mình nghĩ sẽ là một cái khu vực mua lên tiềm năng đối với cả cái chỉ số S&P 500. Đối với cả những cái cặp tiền tệ nói chung thì mình sẽ sử dụng cái chỉ số là 1/DXY đó. 1/DXY thì nó sẽ phản ánh đúng hơn, nó sẽ phản ánh thuận thuận chiều hơn cái diễn biến giá cả của những cặp tiền tệ so với cả đô la Mỹ. Các bạn thấy được rằng là cái chỉ số này đang có cái cấu trúc tăng đẹp hơn so với cả những cái loại tài sản khác trong các cặp tiền mà cấu thành nên cái chỉ số DXY. Thì các bạn thấy được rằng là hiện tại cái đồng tiền mà đẹp nhất đó là cái đồng tiền Euro USD đó, các bạn thấy đó thì đang có cấu trúc rất là đẹp. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta có thể canh long, canh mua lên cái Euro USD này nếu các bạn nào mà trade forex. Ở đây thì mình chưa phân tích đủ sâu để mình xác định những cái khu vực vùng mua vùng bán tiềm năng đó. Nhưng bạn thấy được rằng ở trên cái khung tháng này đúng không ạ, trên khung tuần và trên khung ngày thì đều đang là cấu trúc tăng rất là đẹp đối với cả Euro USD, nên là chúng ta nên nghĩ là nên canh mua cái cặp tiền này hơn đó, thì nó sẽ an toàn hơn đó. Và các bạn sẽ cần phải phân tích sâu hơn để chúng ta tìm được những cái khu vực vùng mua vùng bán tiềm năng. Hôm nay thì mình chưa có thời gian để phân tích sâu cái Euro USD này. Quay trở lại với cả Bitcoin, cấu trúc khung tháng hiện tại thì vẫn đang là tăng, nhưng mà vùng đáy gần nhất của đợt tăng vừa rồi đó thì nó khá thấp ở dưới tận 25.900. Rõ ràng là khi mà giá hồi về đây đúng không ạ, thì sẽ là một cái setup mua tiềm năng. Tuy nhiên chúng ta không biết là giá hồi về đây hay không, và mình hy vọng là giá không hồi về đây, tại vì hồi về đây ít là trong năm nay thì có nghĩa là trong năm nay chúng ta sẽ gọi là đỏ máu từ giờ đến cuối năm đó, và sẽ rất là lâu mới hồi phục đó. Nên là cái cấu trúc như thế này thì cái vùng mua đẹp hiện tại thực ra là rất là thấp, 25 tới 30 ngàn. Nó sẽ như này, khi mà giá nó càng đi xuống á thì cái xác suất để nó tiến gần những cái khu vực hỗ trợ quan trọng ở phía dưới thì nó càng cao. Mà hiện tại thì giá vẫn hold ở trên 50 ngàn thì cái xác suất mình nghĩ là chưa cao. Đó nên là chúng ta cứ nhìn để tham khảo thôi, chứ các bạn đừng xem các bạn nghĩ rằng là mình hold là Bitcoin về 25 26 ngàn. Mình không chia sẻ như vậy, mình chỉ chia sẻ khách quan những cái cấu trúc ở trên chart mà thôi. Đó. Tiếp theo tới cái khung tuần thì cái cấu trúc khung tuần hiện tại nó đã trở thành cấu trúc giảm rồi, chúng ta đã nói câu chuyện này khá là nhiều rồi. Và cấu trúc cái khung ngày thì cũng đang là giảm như chúng ta vừa chia sẻ, mặc dù là đã có đà hồi lên từ thứ hai vừa rồi đúng không ạ, đó như bạn thấy, nhưng mà hiện tại thì chúng ta vẫn vẫn ở trong cái cấu trúc giảm đúng không ạ.
trừ khi là đóng nến ngay ở trên cái khu vực 65.400 này. Vùng kháng cự không tuần quan trọng là vùng từ 63.000 cho tới khoảng 69-70.000 ở đây. Đó, các bạn có thể zoom xuống khung ngay để xem là bên trong cái vùng kháng cự lớn của khung tuần này nó có những cái vùng kháng cự nào. Thì chúng ta thấy được rằng là có hai cái vùng con là vùng 62.300 cho tới 65.700 và vùng 67.000 cho tới 68.300. Đó, chúng ta có hai cái vùng kháng cự này. Đó. Thì nếu các bạn bật được cái đường MA lên, các bạn sẽ thấy được rằng là cái khu vực này nó hợp lưu với cả rất là nhiều đường MA ở trên khung ngày. Nhưng mà hiện tại thì máy mình lag và mình không bật được những đường MA này lên. Đó, các bạn thể thử bật, các bạn sẽ thấy. Thì đây có thể là những cái khu vực canh bán tiềm năng. Đó. Đó, sẽ có setup canh bán ở những cái khu vực này. Đó. Một trong hai khu vực này. Còn vùng mua hiện tại thì mình vẫn cho rằng đó vẫn loanh quanh ở khu vực 50.000. Đó. Thì có hai setup ở quanh khu vực 50.000 này, một là dưới 50.000 hẳn luôn, là có thể là nó sẽ queue long xuống dưới cái đáy hôm trước lập được đó. Rồi nó lại trồi lên. Đó thì đây sẽ là cái setup thứ nhất. Đó. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có một cái kịch bản mua lên nữa, đó là cái khu vực từ khoảng 53 cho tới 55.000 đó. Ở đây thì các bạn thấy được rằng là chúng ta có một cái tường mua ở trên sổ lệnh là lăng quanh ở khu vực 55.000, tường mua khá lớn đó. Và ở đây thì chúng ta cũng có một cái setup về phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Trước đây chúng ta có một cái khu vực đáy ở đây, đúng không ạ? Sau đó thì cắt qua, cắt xuống, đúng không ạ? Sau đó thì lại hồi lên, thì thường là nó có thể có một setup như này. Nó đi xuống khu vực đáy trước đây rồi nó lại bật lên. Đó thì cái khu vực lăng quanh này là 53 đến 55.000 là một khu vực mua thứ hai. Đó. Thì nó cũng vẫn ở trong cái bộ là lăng quanh khu vực 50.000. Đó thì có hai cái setup, một là cắt hẳn xuống dưới này, hai là nó đi về cái khu vực đáy cũ này. Đó. Còn đối với cả altcoin thì sao? Các bạn thấy được rằng là Bitcoin Dom bắt đầu tiếp cận một khu vực kháng cự order block khổng lồ hình thành ở trên khung 5 là đến năm 2020. Nên là ở trên khung ngày ấy, các bạn thấy được rằng là trong ngày vừa qua từ cuối tuần Bitcoin Dom giảm, đúng không ạ? Là cái điều dễ hiểu tại vì đang tiếp cận một cái khu vực kháng cự khung 5. Thông thường thì mọi người sẽ không phân tích tới tận cả nến năm đâu, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên làm như vậy. Phân tích từ cái khung thời gian càng lớn càng tốt, thì các bạn sẽ không bỏ qua bất kỳ những cái khu vực hỗ trợ kháng cự quan trọng nào. Nhưng mà mặc dù là trong những ngày vừa qua Bitcoin Dom nó giảm như vậy, tưởng chừng nó tốt cho an coi, nhưng mà các bạn cần lưu ý là ở trên cái khung ngày này, đúng không ạ, khung tuần rồi khung tháng, thì tất cả những khung này thì Bitcoin Dom đều đang ở trong cái cấu trúc tăng đó. Nếu các bạn để ý là sẽ có những cái đợt mà an coi nó pump một tí xong rồi nó lại giảm, đúng không ạ, và nhìn tổng thể là nó giảm nhiều hơn tăng đó, thì chúng ta luôn có cảm giác là hy vọng, sau đó thì nó lại dập, đúng không ạ? Đó, cứ như vậy như vậy đó. Thì cái điều này không phải là ai thao túng chúng ta cả, mà đơn giản đó hiện tại nó đang là cái cấu trúc của thị trường thôi. Bitcoin Dom là tăng liên tục từ tháng 9 năm 2022, rất là lâu rồi. Đó, nên là kể từ thời điểm đó, bây giờ là khoảng gần 2 năm rồi, chúng ta thực sự vẫn chưa phải là thời điểm đẹp để có mùa altcoin đâu. Và mình vẫn chia sẻ rằng là cái thời điểm đẹp để có mùa altcoin là khi mà Bitcoin Dom ấy, nó lên test cái structure level của cái cấu trúc giảm hiện tại trên khung 5 là ở tận vùng 70% cơ, và nó rơi xuống thì lúc đó mới là cái mùa altcoin. Và mình sẽ không ngạc nhiên khi mà cái mùa altcoin nó đến rất là nhanh, chờ nó rất là lâu, nhưng mà khi mà nó đến thì nó diễn ra rất là nhanh. Nó rất là nhanh, giống y hệt năm 2021 đó. Thì bản thân mình nghĩ rằng là chúng ta phải chờ cho Bitcoin Dom nó lên cái khu vực trên này, đúng không ạ, khoảng 60-70% đó, rồi nó rơi xuống thì lúc đó chúng ta mới có mùa altcoin thực sự là cái mùa thay đổi vị thế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ liên tục có cảm nhận là thi thoảng lại có le lói một cái hy vọng gì đó, nhưng mà nhìn tổng thể lại thì altcoin vẫn giảm dần giảm dần giảm dần đó. Đó thì cái điều này nó cũng rất là bình thường thôi, nếu mà chúng ta nhìn cái chart không lớn của Bitcoin Dom. Tuy nhiên thì hiện tại không phải là không có cơ hội để chúng ta đánh ngắn những cái đồng altcoin đó. Nếu các bạn nào muốn giao dịch ngắn thì hiện tại vẫn là cái đợt hồi sau một cú thanh lý long rất là lớn vào đầu tuần trước, chúng ta vẫn hoàn toàn có cơ hội để đánh ngắn, nhưng mà nó sẽ thiên về các bạn nào mà giao dịch tần suất cao hơn. Còn những cái bạn nào mà gọi là hold spot, gọi là hold lâu dài á, gọi là lướt sóng dài á, thì chúng ta chưa phải là cơ hội để mà hold một đồng coin xong rồi ít nhiều lần đâu.
Mình nghĩ là chúng ta còn phải chờ kiên nhẫn thêm. Mình nghĩ chúng ta còn phải chờ đợi và kiên nhẫn thêm. Nhưng mà đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có thêm thời gian để chúng ta nghiên cứu, tìm kiếm và chọn lọc. Đó. Còn về giao dịch ngắn thì như mình vừa chia sẻ, ETH thực ra là một cái cơ hội để giao dịch ngắn ở trên khung ngày. Lý do là bởi vì thế này. Các bạn thấy là ở trên khung tháng thì chúng ta hình thành một khối order block, đúng không ạ? Khi mà giá nó rớt xuống dưới cái đáy khoảng 2.800 này, đúng không ạ? Nhưng mà thông thường là giá nó sẽ test lên, rút dâu lên, sau đó có rơi tiếp thì rơi. Đó thì nó sẽ có một cơ hội để mà target ETH lên những cái khu vực kháng cự ở phía trên. Đó, ví dụ là 2.800 cho tới 3.100 này, thậm chí là cao hơn. Đó, thậm chí là cao hơn là khu vực 3.200 cho tới 3.400. Đó, hai khu vực này là khu vực target của ETH đó trong cái cú hồi này. Đó, nhưng mà cái xác định điểm vào thì chúng ta sẽ hơi khó một chút. Các bạn có thể là phải đặt cái stop loss nó xa xa hơn. Đó, nếu mà các bạn muốn long ETH. Còn những cái đồng altcoin khác, các bạn sẽ xem lại cái chỉ số là total 2 trừ đi ETH để xem mà những cái đồng altcoin khác có cơ hội không. Thì bản thân mình thấy được rằng là trên khung tháng chúng ta vẫn đang là một cái cấu trúc tăng, đúng không ạ? Và mới test một cái khu vực hỗ trợ order block khung tháng, rút dấu lên rất là đẹp. Đó. Rồi ở trên cái khung khung tuần chúng ta cũng thấy cái sự bật lên từ từ hỗ trợ, đúng không ạ? Đó, và hoàn toàn là có thể là nó sẽ lên test cái khu vực order block kháng cự ở phía trên này, là cái vùng bùn hóa tầm khoảng 600 cho tới khoảng 660 tỷ đô. Đó thì nó sẽ tăng, có thể là tăng một cái mức tăng trung bình đối với altcoin từ điểm hiện tại là tăng khoảng 10%. Đó thì các bạn nên nhìn tổng thể altcoin, list tất cả các chart của bạn ra ở trên TradingView, cho hết vào đây. Đó. Rồi các bạn sẽ xem từng đồng chọn ra những cái đồng altcoin có cái chart đẹp nhất. Đó. Xu hướng đẹp nhất, rõ ràng nhất và nó vẫn còn cái để đi lên. Đó thì các bạn sẽ giao dịch theo như vậy và vẫn có thể mua lên, nhưng mà đừng kỳ vọng là ít nhiều lần. Bây giờ mình chưa nghĩ là ít nhiều lần đâu. Đó, nó sẽ có một cái room tăng nhưng mà chúng ta không nên quá tham lam. Thì đó là cái phân tích của mình hôm nay về giao dịch đối với cả Bitcoin và altcoin. Mặc dù mình nghĩ rằng là đối với đa phần chúng ta thì cái lượng tiền chúng ta nên dành cho đầu tư dài hạn, mua gom Bitcoin đều mỗi tháng và hold những tài sản để mà sở hữu nó, chứ không phải là hold một thời gian rồi giá lên để chốt ra nhiều tiền pháp định hơn. Thì pháp định cần thiết trong ngắn hạn, nhưng mà trong dài hạn thì pháp định mất giá, nên là trong dài hạn chúng ta nên mục tiêu là tích lũy và hold tài sản càng nhiều càng tốt. Đó, đặc biệt là những cái tài sản giá trị thực sự, và tốt nhất là hold và sở hữu cái business, cái kinh doanh riêng của chúng ta. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh Mr. Coin.